Xin chào tất cả các bạn, và như các bạn đã biết thì tụi mình vừa mới chuyển qua một văn phòng mới, hiện đại hơn, tân trang hơn, và tụi mình đang đầu tư tại quận 4. Nên là vấn đề đầu tiên khi mà Team S Hồ Chí Minh dọn nhà vào quận 4 chính là sẽ ăn gì ở khu vực quận 4 này. Ok, cùng tụi mình hãy cùng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đấy. Thế bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những món ăn đấy là gì nhé. Nói đến quận 4 ấy, chúng ta không thể nào bỏ qua được món mì ốc hến lừng danh. Vậy nên là giữa buổi trưa nắng nóng như thế này thì bọn mình đã có mặt tại chỗ này rồi. Và đây là thành quả của bạn đứa mình. Thì trên cái tô mì chúng ta sẽ có là tàn phi, cái này tỏi, cái này tỏi, rau muống, rau dăm. Rồi ngoài ốc hến ra thì bạn còn có bạch tuộc. Ở đây là mình có thể ăn mì, hoặc là mình không thích thì mình có thể ăn phở, nhưng mà có bún luôn. Bây giờ thì tụi mình xin phép ăn nha. Cái nước rất là ngọt, nhưng mà nó vẫn có cái vị cay thanh thanh. Lúc đầu nghe là tưởng là sa tế là phải cay nồng. Đúng rồi. Cái ngọt này được. Là cái ngọt của ốc hến người ta nấu ra. Đúng rồi. Cái vị nó đúng đậm đà, đúng ngọt luôn á. Lần trước là cùng với Diễm là ăn mì ốc hến là có con sò huyết, cái gì cũng sò lông. Lần này thì là có con ốc móng tay. Nói chung là tùy mùa hay sao á. Em thấy là rửa rất là sạch. Tại vì sạch rồi. Sạch rồi. Ốc hến thì họ rửa rất là sạch. Bởi vì thường thường đó, nó những cái chỗ mà mình hay ở ngoài là nó có sẽ còn khúc sạn ăn, nhưng mình còn nghe rất tự gợi ăn rất là sạch. Một tô như này thì giá của nó là 25 ngàn, còn nếu mà các bạn nào muốn ăn thêm bạch tuộc thì sẽ thêm 5 ngàn nữa là 30 ngàn tô. Đây là bạch tuộc. Cái nước dùng này cùi không phải ăn cay, nhưng mà thực tế là nó là phở mì cay đó, hai cái đồ ba. Cho nên là các bạn nào mà không biết ăn cay á thì lo kêu sẵn ly nước uống đi. Cái món này mà ăn mùa mưa là bao ngon đúng không? Mùa mưa là lạnh lắm, ăn siêu đã luôn. Còn mình ba đứa mình đi ngay cái ngày giữa trưa nắng. Nắng trời chịu nổi không? Quán này sẽ nằm ở là số 2-4 đường Ngô Văn Sở quận 4 nha mọi người. À, trời ơi má ơi, tao nói là lường lách luôn lờn. Vô sâu cái hẻm mà tao nói là nó cái quán nằm tít tò lò ở trong luôn. Khi mà các bạn search từ khóa là phá lấu trên mạng thì sẽ ra cái từ khóa là phá lấu quận 4 đầu tiên. Và trong số những cái phá lấu ở quận 4 đó thì phá lấu mà nói nhất đó chính là phá lấu cô Thảo. Và bây giờ tụi mình sẽ cùng ăn phá lấu cô giáo Thảo coi là nó ngon khó giữa quận khác như thế nào. Ơi ăn nha. Ở đây thì nó hơi khác những cái chỗ khác một tí là nó có phá lấu chiên. Lần đầu tiên thấy luôn á. Cái mắm cắt chua chua ngọt ngọt cũng được lắm. Phá lấu thì khá là mềm. Thì cái phá lấu này béo. Béo và có cái mùi dầu mỡ nó rất là nhiều ấy. Chiên kiểu chiên gì nè. Trời, chiên nhập dầu luôn. Nhưng mà nó rất là giòn. Cái này nó hơi mặn mặn. Cụi là thích phá lấu truyền thống hơn. Chiên vậy. Thật sự là ba đứa này á, để giữ cái người mà không xỏ ra, tức là ăn một bữa vậy xong rồi nhịn 3 ngày rồi xong đi quay ăn tiếp. Cả một công trình. Ờ mà chiếc cha nãy giờ ăn nãy giờ mới để ý phá lấu này không có đâu rập. Có một điểm đặc biệt các bạn lưu ý là khi mà đến với phá lấu cô Thảo là ráng tìm ra cô Thảo nha. Tại vì ở đây có rất là nhiều cô. Đúng rồi, có cô Nga, rồi cô Nữ, cô Nữ gì. Cho nên là phải đi xô vào trong cái con đường qua rất là nhiều hàng phá lấu khác thì mới đến hàng này. Và cái quán phá lấu này sẽ nằm ở số là 243/29G đường Tôn Đản nha mọi người. Tao nói là đi ăn đồ ăn mặn rồi, bây giờ phải đi ăn tráng miệng. Và mình đang có mặt tại quán Minh Lăng Ngọc nha. Và ở đây thì bọn mình có rất là nhiều loại rau câu, đậu hũ các kiểu. Nên bây giờ thì bọn mình sẽ cùng ăn thôi. Và quán thì có rất là nhiều món khác nhau, nhưng mà tụi mình không thể nào ăn hết được. Tại vì ăn nhiều quá mập lại bị chửi. Cho nên là tụi mình chỉ gọi vài món mà mình thấy là nó nổi bật nhất. Mình có là món bánh lăng trà xanh. Cái màu trắng trắng trong đây nè. Nó là cà phê pha với lại sữa đặc. Sữa đặc. Không, không phải sữa đặc đâu, sữa nguyên kem. Một cái bánh lăng mà người bự vậy thôi có khoảng cỡ 6 ngàn. Còn giá đây nó cứ như làm sao 6-7 ngàn. Cái mà cái rau câu trái cây này mình kêu là có 12 ngàn. Cái này nè. Và bây giờ mình săn bánh lăng của mấy sầu riêng. Ủa chi đâu ăn được sầu riêng đâu. Em mình bụi ăn cho thật luôn. Nó nói là cố tình kêu ra cho nó khỏi ăn mà. Ồ nhìn dai ngon lắm. Ôi má ơi, mùa sầu riêng thơm nồng nàn luôn á. Nhớ đến cái sầu riêng bữa với em với anh quay quá. Sầu riêng nó rớt ra nè. Ăn đi anh ơi, em chị Chi ăn. Trên mặt chỉ có chị Chi là thương em nhất. Sầu riêng ngon lắm luôn á. Thơm phức à.
được cái đoạn nó lạ là nó có một cái nhân sầu riêng ở trong, cắt đôi ra cái sầu riêng nó chảy ra ngoài, ăn trộn nó thơm. Và tiếp theo là tụi mình sẽ ăn một món rất là Tây, là banh chúng ta và một món rất là châu Á, đó chính là tàu hủ. Tàu hủ khoai môn. Cái gì thấy nó hơi béo béo mà nghe được cái mùi phô mai, nghe mùi phô mai đặc luôn. Nhưng mà nếu mà ăn với miếng sốt thì chỉ nghe mình sốt thôi. Ví dụ từ nãy giờ cái nào cũng béo, chén miệng cũng béo luôn. Không ăn ngon thật đó. Tiếp theo mình sẽ qua món tàu hủ khoai môn. Cái vị nó thanh lắm, nó không có ngọt, nhưng mà được cái nào cái mùi nó thơm. Đúng rồi, nó giống như tàu hủ Singapore, nhưng mà mềm dẻo vậy. Nhưng mà cái này đáng tàu hủ Singapore nhiều. Và cái món này là món rau không dừa trái cây. Có nguyên một cái miếng kiwi bự tỏi chảng ở trên luôn. Cái này ở trong còn có cả nhau Mỹ với dâu này. Hình như nó còn nhiều trái cây lắm á, bây giờ mình sẽ tách nó ra. Với lại cái siro của nó cũng chua nữa. Mà trái cây rất là tươi. Cái này ăn đỡ béo hơn mấy cái nãy á. Thì nó đâu có phô mai hay gì đâu. Nói chung là tất cả những cái món mà các bạn vừa thấy và những cái món đặc trưng khác nữa sẽ nằm dồn tất cả trên một cái xe nhỏ. Và cái xe đó sẽ nằm ở số là 63, tên đường là đường 20 Phước ở quận 4 nha mọi người. Thôi nói chung là ăn nãy giờ là đã quá no rồi nên bây giờ phải đi về tập thể dục, tập thể dục. Và nếu các bạn thấy video này hay đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.